Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 38 ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện chỉ thị số 04 ngày 2 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế và kết luận số 05 ngày 3 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện giải thiệu số 50 ngày 7 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về chủ trương quan điểm của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng kinh tế và công tác phát hiện, xử lý vụ việc vụ án tham nhũng. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, địa phương, đơn vị thường xuyên đeo cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong công tác phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, và quyết liệt nói đi đôi với làm trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại cơ quan đơn vị địa phương. cả đó tăng cường kiểm tra thanh tra vì thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. xử lý nghiêm người đứng đầu không chủ động lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan tổ chức đơn vị. tăng cường công tác phối hợp hỗ trợ giữa các cơ quan địa phương đơn vị với cơ quan tiến hành tố tụng cơ quan thi hành án dân sự, ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án vụ việc về tham nhũng kinh tế chức vụ, thường xuyên thanh tra kiểm tra giám sát đối với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, kể cả đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng để chấn chỉnh xử lý kịp thời nghiêm minh vi phạm trong thực thi nhiệm vụ của các cá nhân cơ quan đơn vị này trong quá trình thanh tra kiểm tra giám sát nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để thủ lý điều tra xử lý theo pháp luật không chờ kết thúc quá trình kiểm tra thanh tra nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện bộ chính trị ban bí thư thành ủy quản lý phải báo cáo ngay cho chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thường trực thành ủy để chỉ đạo xử lý